Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay là ngày 14 tháng 5 năm 2020, thì cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành tiếp tục giới thiệu tới toàn thể quý khách hàng trên toàn quốc một mẫu sản phẩm nữa là quạt thanh phong Mai Điểu bằng gỗ Mita. Thì trong clip này chúng tôi giới thiệu hai chiếc quạt gỗ phong thủy được làm bằng chất liệu gỗ Mita, kích thước là 1m75 và chiều rộng là 87, để cho hai khách hàng, một khách hàng ở Hà Nội và một khách hàng Hải Phòng đã đặt hàng chúng tôi trong thời gian vừa qua. Thì hôm nay với song mộc thì chúng tôi sẽ quay lại clip và báo cáo với khách hàng là hàng của các anh là đã xong rồi. Thì chúng tôi đang đi vào quy trình hoàn thiện sơn son thép vàng. Và trong clip sau thì chúng tôi sẽ giới thiệu cũng là mẫu quạt này nhưng mà kích thước chúng tôi làm 2m2 cho khách hàng ở Đà Nẵng. Thì trong clip sau chúng tôi sẽ giới thiệu. Quý vị nào muốn sở hữu những chiếc quạt phong thủy thanh phong Mai Điểu như này thì liên hệ tới Đồ Gỗ Hiền Lành qua hai số điện thoại là 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi là làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Toàn bộ quạt gỗ này được chúng tôi đục moi móc kinh bông. Đây là quạt gỗ thanh phong Mai Điểu, chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa là quạt gỗ thanh phong Mai Điểu hay còn gọi là quạt gỗ phong thủy. Một tên gọi nữa là Mai Điểu thanh phong, cũng là mẫu quạt như này. Thì quý vị đăng ký kênh và cập nhật những video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Hẹn gặp lại quý vị trong các clip tiếp theo.